Đầu tiên tôi cũng không nghĩ đến thế này. Nhiều người cứ chữa họ mãi, trực tiếp chữa họ mãi không khỏi là vì nó trong được nhiều. Lần này tôi bảo tôi rất là may là nhờ tay bác sĩ Tuấn phải giúp cho tôi chứ không có thì tại vì bây giờ sức đã kém rồi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 73. Cô có thấy nó nóng rát ở sau sinh ước nữa? Nóng rát là cái thời mà bị trào ngược nhiều. Cô bị trào ngược nhiều. Vâng. Từ ngày mà lần đầu tiên cô bị trào ngược cách đây 4-5 năm ấy. Vâng. Xong rồi cái hiện tượng trào ngược nó có lặp đi lặp lại nhiều không? Có lặp đi lặp lại nhưng mà tôi uống cái thuốc ấy nó đỡ. Thì uống thuốc thì nó thì đỡ. Thì nó không bị. Nhưng cứ dừng thuốc thì nó lại. Vâng, thì lại. Tôi uống liên tục. Lúc ấy là cả viêm họng à? Đi khám tận mấy họng là vì viêm họng. Vâng, vâng. Tức nó trào ngược lên tận họng. Vâng, vâng. Cô có cảm giác là khi mình nằm nghiêng một cái bên nào, thay đổi tư thế đi, thì nó kích thích ho rồi gây khó thở nhiều hơn không? Vâng, có. Cô nằm nghiêng bên nào thì cô bị? Nằm nghiêng về bên phía bên tây này, tay trái. Tay trái? Vâng. Thì nó bị nhiều hơn? Nhiều hơn, vâng. Nguyên nhân tôi đến bệnh viện. Kích thích ho rất là nhiều. Vì tôi bị ho. Thế sau đi cô đi khám thì chụp cắt lớp thì phát hiện ra là có cái thoát vị hoành. Vâng. Cô mổ được, hôm nay là ngày thứ 3 nhỉ? Vâng, hôm nay sang ngày thứ 3. Hôm nay sang ngày thứ 3. Vâng. Cô mổ nữa, cô phẫu thuật nội soi. Vâng. Cô mổ về cô có thấy bị đau đớn khó chịu gì đặc biệt không? Không, cô không thấy đau đớn thì có gì. Nhẹ nhàng như không? Vâng. Ngày hôm sau là cô dậy đi lại bình thường. 5 giờ sáng cô dậy luôn. Vâng. Sau cô dậy đi lại luôn. Thế nhưng mà báo cáo với bác sĩ là ban nãy bên lúc mà sau bác sĩ mổ xong tôi có hai cơn ho. Vâng. Nó đỡ hẳn ho. Đỡ hẳn ho đi. Vâng, vì nó hết giảm kích thích đi. Đấy. Vâng. Đỡ hẳn ho đi. Vâng. Rất là mừng. Thoát vị hoành là một cái bệnh lý khá là hiếm gặp. Biểu hiện của bệnh chủ yếu ban đầu là cái tình trạng trào ngược. Tình trạng trào ngược chữa rất nhiều nhưng tái đi tái lại không khỏi. Và bệnh nhân thường nhầm lẫn là cứ đi chữa trào ngược, chữa các bệnh lý về dạ dày, chữa các bệnh lý về viêm họng. Đa số chúng ta gặp ở trong thực tế đó là nguyên nhân mắc phải. Tức là do cái tình trạng tăng áp lực ổ bụng quá mức đột ngột hoặc kéo dài. Nó gây giãn rộng các cái lỗ thông thương giữa lồng ngực với ổ bụng mà thường là lỗ hoành và nó gây ra cái tình trạng thoát vị hoành. Cơ quan bị thoát vị thì chủ yếu là chúng ta thường gặp nhất là dạ dày. Ở những giai đoạn đầu thường là một cái phần ở phần trên, cực trên của dạ dày chỗ nối với thực quản. Rồi dần dần có thể thậm chí toàn bộ dạ dày kéo theo cả đại tràng, cả lách vân vân đi qua cái lỗ thông thương đó và đi lên trên lồng ngực gây chèn ép vào phổi và tim. Về biểu hiện thì ở giai đoạn đầu khi một cái tình trạng thoát vị còn nhỏ thì chủ yếu là biểu hiện của trào ngược là do cái trương lực cơ thắt dưới nó bị giảm đi. Cho nên biểu hiện chủ yếu của bệnh nhân là trào ngược. Mà chính vì cái điều này làm cho bệnh nhân bị nhầm lẫn với các bệnh lý trào ngược, với các bệnh lý dạ dày, với các bệnh lý tổn thương họng và răng miệng và đi chữa các cái bệnh lý hoàn toàn là chỉ chữa biểu hiện thôi, chỉ chữa triệu chứng thôi. Mà không giải quyết được gốc rễ là vấn đề thoát vị hoành. Cho nên bệnh không thể khỏi được. Về giai đoạn sau, khi mà bệnh biểu hiện nặng lên, tức là cái cơ quan thoát vị nó bị lớn lên thì nó có thể đè ép vào phổi và tim mà nó gây các cái triệu chứng của đè ép. Và thường là cái biểu hiện nó liên quan chặt chẽ với tư thế nằm và cái tình trạng khó thở sau khi ăn. Tức là do sau khi ăn thì cái dạ dày phần thoát vị nó bị trướng to lên mà thì nó đè vào phổi thì dung tích phổi giảm xuống nên thường bệnh nhân thường có biểu hiện là đau ngực khó thở sau khi ăn hoặc là một cái tư thế nằm nghiêng, đặc biệt là nghiêng bên trái thì bệnh nhân thường khó chịu hơn rất là nhiều. Thì tuy nhiên thì rất ít người phát hiện được ra câu chuyện này mà cứ nghĩ mình bị bệnh hô hấp rồi thì bị bệnh trào ngược và thường là chỉ vô tình phát hiện được khi mà đi khám các cái bệnh đó, mà nếu như chúng ta chụp cắt lớp hoặc là chúng ta nội soi dạ dày chúng ta có thể phát hiện được. Về phương pháp điều trị thì chủ yếu là phẫu thuật. Chúng ta làm sao để đưa được các tạng thoát vị từ trong ổ bụng vào lồng ngực. Mục tiêu phẫu thuật có hai mục tiêu chính. Thứ nhất là chúng ta đưa các tạng bị thoát vị trở lại trong ổ bụng. Phần dạ dày phải được gỡ dính ra khỏi cái màng phổi rồi đưa lại ổ bụng. Thậm chí là tôi đã mổ những trường hợp mà các thoát vị cả lách, cả đại tràng, tất cả nằm trong lồng ngực hết. Chúng ta phải đưa nó trở lại khoang ổ bụng. Sau đó thì chúng ta tái tạo lại cái phần khuyết hồng của cơ hoành bằng các cái kỹ thuật khác nhau. Có thể bằng khâu, có thể bằng lưới nhân tạo, làm sao để cố định chắc chắn. Và điều thứ ba là chú ý là làm sao để cố định nó đúng mức để cho thực quản nó đi qua cái lỗ đấy nó cũng vẫn không bị hẹp lại để cho bệnh nhân không bị triệu chứng khó nuốt sau mổ. Như vậy thì điều tôi muốn nói ở đây là cái thoát vị hoành nó là một cái tổn thương thực thể và hiếm gặp. Và biểu hiện của nó lại thường là biểu hiện của trào ngược và khi nặng thì mới có biểu hiện của chèn ép vào phổi. Chúng ta khi đi khám thì phương pháp chẩn đoán chủ yếu là nội soi và chụp cắt lớp. Thì chúng ta có thể phát hiện, đặc biệt là chụp cắt lớp, chúng ta có thể phát hiện ra được ngay cái hình ảnh của dạ dày nó nằm trên lồng ngực. Và phương pháp điều trị thì chủ yếu là phẫu thuật
để đưa lại các tạng vào trong ổ bụng và tái tạo lại cơ hoành.